sóng gió bủa vây một gia tộc. Thẩm Bích Dân, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Em chắc chắn sẽ đứt thừ giết cô ta. Những cái chết đầy uẩn khúc. Người thân của tôi đều đã chết trong tay người của Tuyên gia. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đều chết trong tay của Tuyên gia. Đón xem Bích Quyết Thư Hương Mộng lúc 12 giờ trên Lady TV.